Em lấy chồng 15 năm có hai con, chồng em lừa em sang tên đất cho cô em chồng. Em đơn phương ly hôn và nuôi hai con, tài sản giờ có cách nào giải quyết được không anh? Có rất nhiều người phụ nữ may mắn lấy được những ông chồng không những là không tính toán mà sẵn sàng ra đi tay trắng nếu không may ly hôn, để lại hết cho vợ con. Tôi có bàn tay, tôi có sức lực, tôi có trí tuệ, tôi đi làm lại từ đầu. Nhưng ngược lại thì cũng có những ông chồng tính toán với vợ đến tận những đồng cuối cùng. Và đây là một trong những cái chiêu hèn hạ, tức là trước khi ly hôn ông đã tính toán trước rồi, và ông bảo vợ là chuyển dịch cái tài sản đó sang tên cho ông bà nội này, sang tên cho em chồng này, hoặc là sang tên cho chồng để vay vốn ngân hàng. Muôn vàn lý do anh ấy đặt ra và toàn là những lời ngon ngọt, cho nên là có những cô dâu, có những người vợ nhẹ dạ cả tin đã thực hiện cái vấn đề mà chuyển dịch tài sản theo yêu cầu của chồng. Và khi đó thì tài sản đã đứng tên người khác rồi, đùng một cái ly hôn, ra tòa rồi ra đi tay trắng, thậm chí cấp dưỡng ông ấy còn không cấp luôn. Vậy nên trong trường hợp của em thì thực sự là anh thành kính phân ưu và vô cùng thương tiếc, không thể nào lấy lại được tài sản nữa khi em đã ký từ chối hoặc khi em đã ký để mà chuyển dịch tài sản sang cho cô em chồng rồi.